Quý vị đang theo dõi tin tức tổng hợp của đài BCTV được phát sóng trên băng tầng 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình dân ngôn viên Bảo Khanh và Lâm Hùng trân trọng kính chào. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin ngoại trưởng anh chắc chắn israel sẽ đáp trả cuộc tấn công của iran ông netanyahu nói israel sẽ làm mọi thứ cần thiết để tự bệ nato tổ chức tập trận trên không và trên biển dọc sườn phía đông cựu lãnh đạo bà Suki của Miến Điện đã chuyển sang quản thúc tại gia. Các nhân viên Google bị bắt giữ sau khi phản đối hợp đồng quân sự với Israel. Và sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Lâm Hùng. Các thưa quý vị, phần tin đầu tiên đã cho biết ngoại trưởng Anh chắc chắn Israel sẽ đáp trả của tấn công của Iran. Ngoại trưởng Anh ông David Cameron hôm thứ tư đã cho biết rõ ràng Israel đang đưa ra quyết định hành động để đáp trả, để đáp trả của tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn đạn đạo của Iran. Phát biểu với các nhà báo sau khi đến Jerusalem, ông Cameron đã cho biết ông hy vọng Israel sẽ làm theo cách ít làm leo thang căng thẳng nhất có thể. Ông Cameron cũng nói rằng cần có một mặt trận thống nhất để áp đảo để áp đảo biện pháp trừng phạt đối với Iran, quốc gia đứng sau rất nhiều hoạt động ác ý trong khu vực. Ông Cameron sẽ đi đến Ý nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ngoại trưởng G7 đã kéo dài 3 ngày. Các cuộc thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông, bao gồm cả cuộc tấn công của Iran vào Israel sẽ chiếm vị trí cao trong chương trình nghị sự. Iran đã phóng một loạt hỏa tiễn và máy bay không người lái mang theo chất nổ vào cuối ngày 13 tháng 4, một cuộc tấn công trả đũa mà Tehran cho là để tự vệ sau vụ đánh bom vào khu đại sứ quán của họ ở thủ đô Syria vào ngày 1 tháng 4. Căng thẳng đã gia tăng khắp Trung Đông kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái, khi Israel hoặc các đồng minh của họ là Hoa Kỳ liên tục đụng độ với các nhóm liên kết với Iran ở Lebanon, Syria, Iraq và Yemen. Kính thưa quý vị, ông Netanyahu đã nói là Israel sẽ làm mọi thứ cần thiết để tự vệ. Thủ tướng của Israel là ông Netanyahu, đã Benjamin Netanyahu vào hôm thứ Tư, đã cảm ơn các ngoại trưởng của Đức và Anh quốc đang đến thăm vì sự hỗ trợ của các nước họ, nhưng cho biết là Israel sẽ tự đưa ra quyết định về an ninh của chính mình. Ông đã nói với các bộ trưởng nội các của mình ở Jerusalem là tôi muốn nói rõ, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định của riêng mình nhà nước Israel sẽ làm mọi thứ cần thiết để tự vệ. Ngoại trưởng của Anh là ông David Cameron và ngoại trưởng của Đức là Annalena Baerbock đã gặp ông Netanyahu vài ngày sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái chưa từng có của Iran nhắm vào Israel nhằm đáp trả lại cuộc tấn công vào ngày 1 tháng 4 vào khu vào khu đại sứ quán Iran ở Damascus các cường quốc thế giới đang nỗ lực ngăn chặn xung đột bùng phát rộng hơn ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Iran vào tối thứ bảy với sự tham gia của hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái. Lần đầu tiên Iran đã tấn công trực tiếp vào Israel sau nhiều thập kỷ đối đầu bởi các lực lượng ủy nhiệm. Ông Cameron trước đó cũng cho biết vào hôm thứ tư rằng Israel rõ ràng đã quyết định trả đũa Iran trong lời cảnh cáo rõ ràng nhất về một trận bóng truyền khác đang leo thang trong khu vực. Thưa quý vị, trong khi đó thì NATO tổ chức tập trận trên không và trên biển dọc sườn phía đông. Năm máy bay phản lực Eurofighter Typhoon của Không quân Đức đã tiến hành các cuộc tập trận kiểm soát trên không gian căn cứ Không quân Lielvade ở Latvia vào hôm thứ tư như là một phần của nhiệm vụ tuần tra luân phiên trên không ở vùng Baltic của NATO. Biệt đội Đức sẽ ở lại Latvia để thực hiện nhiệm vụ cho đến tháng 11. Lielvade là căn cứ thứ ba ở vùng Baltic mà từ đó máy bay của liên minh giám sát bầu trời Estonia. Latvia và Lithuania. Trung tá Sven Jakov là chỉ huy sứ mệnh kiểm soát hàng không Baltic do NATO lãnh đạo, đã cho biết các máy bay chiến đấu của NATO thường xuất kích từ căn cứ để hộ tống máy bay Nga bay gần không phận Baltic hoặc là sử dụng không phận quốc tế với bộ tiếp sống bị tắt. Ở đầu phía nam của sườn phía đông của Liên minh, Hải quân Romania đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự ở Biển Đen gần cảng Constanta hôm thứ Ba. Cuộc tập trận đa quốc gia được mệnh danh là Sea uh, 24. Sự diễn biến xảy ra trên bờ biển Romania từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 4 và sẽ có sự tham gia của 12 quốc gia đồng minh và các đối tác bao gồm Bulgaria, Pháp, Georgia, Hy Lạp, Ý, Vương quốc Anh, Moldova, Hòa Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Cựu lãnh đạo bà Suki của Miến Điện đã chuyển sang quản thúc tại gia. Phát ngôn viên của chính phủ quân sự đã nói với truyền thông vào cuối hôm thứ Ba là cựu lãnh đạo Miến Điện và là người đoạt giải Nobel Ansan San đã được chuyển từ nhà tù sang quản thúc tại gia thiếu tướng cho minh tung là phát ngôn viên chính quyền quân sự cho biết trong các bình luận được đưa tin bởi bốn cơ quan truyền thông vì thời tiết vô cùng nóng nên không chỉ đối với bà Suu suki mà đối với tất cả những người cần các biện pháp phòng ngừa cần thiết đặc biệt là các tù nhân lớn tuổi chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ họ khỏi sự sốc nắng hiện chưa rõ bà suki đã được chuyển đến đâu và ông chao minh tung không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Bà Aung San 78 tuổi, đã bị quân đội Miến Điện giam giữ kể từ khi lực lượng này lật đổ chính phủ của bà trong cuộc đảo chính vào năm 2021. Bà phải đối mặt với án tù 27 năm vì các tội danh từ phản quốc, hối lộ đến vi phạm luật viễn thông là những cáo buộc mà bà đã phủ nhận. Kính mời quý vị quay sang phần tin các nhân viên Google bị bắt giữ sau khi phản đối hợp đồng quân sự với Israel. Các nhà vận động cho biết, các nhân viên của Google đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ ba sau khi phản đối hợp đồng giữa Google và chính phủ Israel liên quan đến công nghệ mà công ty gọi là dự án Nimbus. Trong một video đăng trên mạng xã hội, người ta có thể nhìn thấy cảnh sát bước vào một căn phòng và giải tán những người biểu tình ôn hòa trong đó có một cảnh sát đã đập đổ camera đang được dùng để ghi lại hiện trường chú thích kèm theo video được đăng bởi chiến dịch no tech for genocide đã kêu gọi biểu tình vụ bắt giữ những công nhân đã tham gia cuộc biểu tình ngồi lịch sử tại trụ sở chính của công ty dự án nimbus bắt nguồn từ thỏa thuận của chính phủ israel với amazon web và google cho một dự án trị giá hơn 1 tỷ Mỹ kim nhằm cung cấp dịch vụ đám mây cho khu vực công và quân đội của đất nước. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức tại văn phòng Google ở Seattle và New York với những người biểu tình bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch xung quanh hợp đồng và cách mà gã khổng lồ công nghệ có thể hỗ trợ điều mà các nhà vận động gọi là cuộc diệt chủng chống lại người Palestine. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tầng của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2, ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.